Ngày 1 tháng 11, lễ các thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy dân chúng đông đúc, người đi lên núi. Khi người ngồi xuống thì các môn đệ đến gần bên, người lên tiếng dạy họ rằng: "Phúc cho người có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho người hiền hòa, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc cho người than khóc, vì họ sẽ được an ủi. Phúc cho người khao khát sự công chính, vì họ được thỏa chí tội lòng. Phúc cho người biết xót thương, vì họ sẽ được thương xót. Phúc cho người có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc cho người biết xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho người hy sinh vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét bắt hại các con, và bởi vì ghét thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng các con sẽ trọng đại trên trời." Suy niệm. Mỗi năm, Hội Thánh dành ngày 1 tháng 11 để tôn vinh tất cả các thánh nam nữ là những tín hữu đang được hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên đàng. Các thánh là những người đã sống trên trần thế như mọi người. Chỉ có điều khác là các ngài đã sống theo tinh thần tám mối phúc thật, chứ không theo tính toán của thế gian và ma quỷ. Ai sống và chết trong tinh thần tám mối phúc thật thì làm thánh, dù có được tuyên phong hay không. Lời mời gọi nên thánh cũng được gửi đến mọi Kitô hữu. Ước gì tinh thần tám mối phúc thật thấm vào tâm hồn và cuộc đời chúng ta, để chúng ta thuộc trọn về Chúa ngay từ bây giờ, và mai sau được chung hưởng hạnh phúc với các thánh trên thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã truyền cho chúng con phải nên thánh như Cha trên trời là đấng thánh. Chúa cũng đã ban cho chúng con lời Chúa là ánh sáng soi đường. Xin cho mỗi thành viên trong gia đình chúng con luôn biết yêu mến và tuân giữ lời Chúa để được nên thánh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.